để mà bạn tính coi là đi vô bên trong hay là mình chỉ biểu tình ở bên ngoài mà thôi. Mà sáng giờ bận việc, cách đây 2 tiếng đồng hồ lái xe để mà lên ở đây và có mặt ở đây để phản đối cái chuyện ra mắt sách của tiến sĩ Nguyễn Đại Trang. Được biết tiến sĩ Nguyễn Đại Trang là giáo viên dạy ở trường cao đẳng Centennial College, dạy về môn accounting, nhưng mà cô ấy không biết tại sao lại bỏ ra rất nhiều thời gian để mà nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Chí Minh và đã viết sách để mà vinh danh ông. Thì trong những năm là 2010, 2013, 2015, 2016 thì cũng đã có những cái buổi ra mắt sách về Hồ Chí Minh rồi, với tựa đề là Hồ Chí Minh, tâm và tài của một người yêu nước. Thì bây giờ ngày hôm nay biết được tin ra mắt sách rất là trễ. Khi mà Thanh Tâm biết được cái tin này là lúc đó là đã gần 4 giờ rồi. Và bây giờ là hơn 5 giờ chúng tôi đã có mặt ở đây để cùng đồng hành cùng với một số người trong Hội Người Việt. I just want to see who she said that you sent out the invitation. Chanel mentioned that Julie sent in the invitation. The information is very. And we want to have the voice about Hồ Chí Minh, okay? Yeah. And you can understand what you said. You have to let the person come in. You know, you are not here to listen about Hồ Chí Minh. You are here to disrupt this meeting. No, we're not. Yes, no, you are. We upset. Hiện tại thì tôi ra, tại tôi nghe ồn ào ngoài thì tôi ra, nhưng mà tôi biết là trước đó thì bà Trang Đài có nói về Hồ Chí Minh và những cái điều gì ông làm cho dân chủ, cho nữ quyền và cho hòa bình. Trong đó thì có bao nhiêu người tham dự và anh có thể nói ước tính được? Phòng thì đầy, có khoảng chừng tôi nghĩ chắc khoảng 30-40 người. Anh có được giấy mời để đến đây không hay là anh đến đây với hoàn toàn? Tôi không có giấy mời, tôi chỉ biết là qua một cái email trong Mars email thì tôi thấy được cái tin này, thì tôi muốn đến đây để mà tôi được nghe những gì bà ấy nói. Tuy nhiên hôm nay khi mà cộng đồng đến đây đó thì những người reception ở đây họ nói là phải có giấy mời mới vào được bên trong, có nghĩa là họ không cho những người trong cộng đồng để mà vào bên trong. Tôi thì như tôi trình bày ra, tôi đến đây thì tôi chỉ có nói là tôi không ghi danh trước, tôi có được vào hay không. Thì họ cho tôi để tên họ tôi, để cái email address của tôi và cho tôi vào trong. Thì vậy là anh ấy hoàn toàn không có giấy mời. Sau đó có hai người da trắng được vào, trong khi họ nói rằng là cái phòng đã đầy rồi. Và trong khi đó những người đi đến trước họ cũng không có giấy mời như là trường hợp của anh này mà lại không được vào. Đây là một cái trường hợp rõ ràng, đây là một trường hợp discrimination. Đây là một trong trường đại học Toronto standing for freedom and democracy, and they using communist ruling. They saying this person can go in, that person cannot go in, and they treat Caucasian people over yellow skin people. Clearly a case of discrimination, clearly a case of mismanagement by the management people. Anh nghĩ là tại sao mà họ không muốn cho cộng đồng của người Việt Nam vô trong đó hay không? Because they're telling lies about Hồ Chí Minh, so they're afraid of hearing the truth about Hồ Chí Minh, who is along par with Mao Zedong and Stalin and Lenin, who are known as mass murderers of millions, thousands of people. Ho Chi Minh is along that par. Look at the internet, sir. Research. Do the research. Okay, no, you're here. There's no debate. There's no debate. Why not? This is a free country, okay? Why not? Why there's no debate? If you ask me about Indian history, I know nothing. So don't ask us about Vietnamese history. Don't tell us there's no debate here. This is a free country. What's that? No more than all there, please. Hello, campus police. Can we help you guys? These people are here to disrupt the meeting. We're asking them to leave nicely, but they're not. Can I explain to you? Is this a prior event? Yes. Okay.
Họ đã gọi cảnh sát đấy. Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 15 phút chiều giờ Cali ngày 23 tháng 8 năm 2018. Chúng tôi may mắn được xem một cái clip của cô Thanh Tâm ở Canada. Cô đã đưa ra một cái hình ảnh là đồng bào chúng ta đã đến để mà phản đối một cái buổi ra mắt sách của bà Nguyễn Đài Trang ở Đại học Toronto. Và cái buổi ra mắt sách này tại sao phải phản đối là bởi vì cô đã ra mắt một cuốn sách là Vinh Danh Hồ Chí Minh, một tội đồ của dân tộc. Thưa quý vị, cái hình ảnh chúng tôi rất là xúc động là tôi thấy rằng rất là nhanh, những người Việt trong một khoảng thời gian rất ngắn đã đến để làm việc với ban tổ chức của buổi ra mắt sách đó. Và những điều gì xảy ra, chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và anh Vũ Hưng. Anh là một thành viên ở cộng đồng ở Toronto. Trước hết Nghe Lữ chào anh Hưng. Thưa anh có thể tường trình cho biết được rằng cái buổi ra mắt sách đó cộng đồng chúng ta biết được lúc nào và làm như thế nào để chúng ta có thể tập hợp người đến để mà phản đối cái buổi đó thưa anh? Dạ, xin kính chào anh Lê Ngữ và Nghe Lữ và quý vị khán thính giả. Thưa anh, từ lúc mà mình nhận được cái email thông báo cho đến cái buổi ra sách nó bắt đầu lúc 5 giờ đó, là lúc 2 giờ mấy mình mới nhận được cái email, thì anh em nghĩa là làm việc rất là trong số, trong nhóm đó, thì anh em gửi email hết tất cả mấy trăm người để cùng báo cho mọi người biết là sẽ có cái buổi ra sách của cái nhóm kêu là nhóm Đi Cộng đó, để mà họ vinh danh Hồ Chí Minh, thì yêu cầu anh em có mặt để coi như là cùng đến để mà góp tiếng nói phản đối hoặc là vạch mặt cái những điều nói láo trong cuốn sách đó với những cái khách tham dự, mà một số là khách ngoại quốc họ tới họ tham dự để buổi ra mắt cuốn sách đó. Thì có những người ở xa, cách Toronto khoảng chừng 2 tiếng lái xe, mà họ cũng có mặt trong cái buổi chống lại ra mắt cuốn sách đó. Rõ ràng hôm nay là ngày thường, ai cũng bận công chuyện hết, nhưng mà vì một cái việc không chấp nhận cái sự tuyên truyền của cộng sản đến với cái cộng đồng tị nạn của chúng ta, mà chúng tôi biết được rằng từ bác sĩ Lê Thuần Kiên, ông Tấn hay anh hay là nhiều người nữa cũng đã bỏ hết tất cả những công việc để mà đến cái điều đó. Thì thưa anh, đến thì anh có thể cho biết được rằng chúng ta phải đối đầu những cái điều gì, và tôi biết được rằng hình như cảnh sát cũng có đến để can thiệp, và kết quả cuối cùng thì như thế nào, mời anh tường trình ạ. Dạ vâng, thưa xin được phép kể lại câu chuyện. Thì anh em cũng đến để tập họp, thì họ bắt đầu lúc 5 giờ, nhưng mà vì có một số chẳng hạn như phải đi làm như anh nói đó, thì họ mình tới là cũng hơi trễ hơn cái giờ đó, là khoảng chừng 5 giờ rưỡi. Thì mọi người, cái nhóm khi mình bước vô trong đến cái phòng họp đó là khoảng 8 cho tới 10 người. Thì khi mình tới đó thì họ thấy mình đi đông người, mà trong đó một số anh đó, ví dụ mình đội cái nón có lá cờ vàng, thì họ biết đây là cái nhóm tới để mà chống đối. Thành ra là họ hỏi mình có cái giấy mời không, là tại vì buổi ra mắt sách bữa nay là chỉ có những người có giấy mời mới được vô. Thì khi mà chúng tôi thấy như vậy đó, thì chúng tôi mới đưa ra cái giấy, mấy cái trong cái email đó thưa anh, yeah, để cho họ thấy. Thì họ nói không, họ muốn biết cái tên của cái người gửi giấy mời này ra, chứ không phải là cái giống như là cái poster hay là cái gì hết. Thành ra chúng tôi có nói, đang lúc nói chuyện thì cũng có 2 người ngoại quốc họ đi vô. Những người này họ cũng hỏi, nhưng mà họ lại cho cái những người đó vô. Thì bác sĩ Kiên, anh là chủ tịch của Hội Người Việt Toronto ở đây, mà cũng là chủ tịch của Liên Hội Người Việt Canada, thì anh đó có nói với lại những cái người trong cái ban tiếp tân đó, nói với họ là tại sao khi chúng tôi tới thì nói là giấy mời, không có giấy mời thì không cho vô, mà tại sao những cái người ngoại quốc lại khi đi tới thì lại cho họ vô, như vậy là discrimination, như vậy là không có công bằng, như vậy là không fair.
Thành ra bác sĩ Kiên có đứng nói chuyện với họ và nói những cái câu là như vậy là không có dân chủ ở đây. Ở nước Canada chúng tôi là dân chủ, chúng tôi có cái sự tự do. Các anh mở ra những cái buổi ra mắt sách thì mọi người đều có cái quyền tham dự, chứ không phải là chỉ có những cái người được mời hoặc là những cái người không được mời nhưng mà không phải là trong nhóm chúng tôi thì các anh lại cho vô. Đó thì lời qua tiếng lại thì họ kêu một người khác ra, khi cái người đó thì cũng là người Việt, thì họ thấy chúng tôi coi như là phản đối rất là mạnh mẽ, thành ra họ lại đưa một cái người khác ra. Cái người này là cái ông Ấn Độ. Thì cái ông này cũng lại còn coi như là có vẻ như là rất là mạnh mẽ đuổi chúng tôi ra ngoài, nhất định không cho chúng tôi vô trong cái phòng họp đó. Thì trong lúc lời qua tiếng lại thì các ông đó cũng xô, nghĩa là dùng tay, nghĩa là đẩy cái người phụ nữ trong cái nhóm của chúng tôi đến tham dự. Thì khi mà họ thấy như vậy, có những cái chuyện mà coi như là đưa tới cái chuyện mà violent đó, thì chính họ là lại đi kêu cảnh sát tới để mà coi như là đuổi chúng tôi ra khỏi cái khu vực đó. Nhưng khi cảnh sát tới đó thì họ tới cũng chỉ 5 người, thì họ cũng rất là nhã nhặn, họ phân chúng tôi ra làm hai nhóm, tức là cái nhóm bên kia và nhóm chúng tôi, họ phân ra rồi họ cảnh sát họ mới phỏng vấn mỗi bên. Thì chúng tôi cũng nói với cảnh sát là cái mục đích của chúng tôi tới đây là để nghe về cuốn sách, và nếu có được có ý kiến thì chúng tôi có những cái ý kiến trong đó. Sau khi cảnh sát nghe thì họ họp trở lại, thì họ nói với chúng tôi là các anh tới đây trong cái buổi ra mắt cuốn sách này thì tôi nghĩ là các anh có quyền được tham dự cái buổi ra mắt sách đó. Thì họ quay lại họ nói là cái phòng của họ đầy người rồi, không còn đủ chỗ cho chúng tôi nữa. Nhưng mà chúng tôi phản đối, chúng tôi nói là lúc mà họ không cho chúng tôi vô thì họ nói là không có giấy phép. Bây giờ họ lại nói là đầy người, họ chặt người. Đó, thành ra là như vậy là có những cái không có đúng. Thì bây giờ cảnh sát họ quay trở lại, họ nói với ban tổ chức bên kia, bây giờ các anh không, nếu mà không cho những người này vô đó thì các anh phải ngưng cái buổi họp này lại, bởi vì cái buổi họp ra mắt sách này nó không có do cái trường đại học Toronto đứng ra tổ chức cho họ. Họ chỉ mướn cái chỗ đó nhưng mà họ dùng danh nghĩa ở trong trường đại học để lấy cái tiếng cho họ. Như anh Lê Ngữ biết là họ dùng đủ cái mánh khóe để mà họ đưa cái cuốn sách lên. Bên cạnh đó tức là họ đưa cái chế độ cộng sản lên dưới mọi hình thức. Có nghĩa là họ nói rằng họ nghĩa là đã ra mắt sách đó tới ngay tại trường đại học Toronto, cái kiểu mà lập lời như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà mình mới tìm ra được là họ chỉ mướn thôi, chứ họ không phải là do cái trường đại học Toronto mời họ tới rồi tài trợ cho cái buổi ra mắt sách đó. Dạ vâng, đúng là. Sau đó thì cảnh sát có nói với họ như vậy, thì họ quay lại, họ nói họ sẽ ngưng cái buổi họp đó, tức là họ shut down cái buổi họp đó. Thì cảnh sát họ quay lại nói bây giờ cái buổi họp đó coi như là đã ngưng rồi, thành ra các anh coi như là họ đang có những câu hỏi trả lời mà bây giờ chặt người, thành ra là không có thể cho mọi người vô được nữa. Thành ra họ nói chúng tôi là đi về. Thì chúng tôi cũng nghe một số người trong đó đi ra nói là bây giờ là họ không còn nói về cuốn sách đó nữa, mà chỉ là coi như là trong cái giai đoạn mà coi như là mời mọi người lên ký sách rồi đi ra, chứ không có tiếp tục nói về cuốn sách đó như trong lúc mà chúng tôi đến để mà xin vô để mà nghe. Vâng, thưa Ben Hưng, thì có một câu hỏi là anh có biết được rằng cái người tên của cái người tổ chức hay cái nhóm tổ chức đó là ai hay không, và anh có biết gì về cái người mà tổ chức đó có liên hệ gì với cộng sản hay không thưa anh? Dạ vâng, thưa anh Lê Ngữ và thưa mọi người, thì cái người mà đứng ra tổ chức cho cái buổi ra mắt sách đó là cái cô đó là tiến sĩ Đài Trang, họ Nguyễn.
Thì cái cô đó là chủ tịch của cái nhóm người ta kêu là Canadian Vietnamese Canadian Society, VCS. Thì cái nhóm đó được tài trợ bởi tòa đại sứ của Cộng sản ở Canada. Thì mọi người đều biết cô đó là từ bên Việt Cộng ra. Dạ vâng. Cô đó cũng đã từng tổ chức những cái buổi hội chợ Tết cho cái cộng đồng của bên người Việt theo Cộng sản ở đây. Dạ vâng. À, thưa với lại anh Hưng, tôi thấy rằng qua cái livestream của Thành Tâm đó, thì tôi thấy dạ có vâng. những cái comment của chắc chắn là của dư luận viên, của những người Việt Cộng. Thì họ nói rằng người Việt rảnh quá đi làm những chuyện đó, và đồng thời rằng là sao mà đi biểu tình có mấy người, thì cái điều đó nếu cần một điều gì đó để nói với những người dư luận viên về cái tinh thần chống cộng của người Việt, chúng ta khi mà đọc những comment đó thì anh sẽ nói điều gì thưa anh Hưng? Dạ thưa anh, thì những cái câu nói đó là như anh biết là cái câu đầu môi chót lưỡi của bên những người cộng sản. Họ dùng đủ mọi cái mánh khóe, họ dùng đủ mọi cách để làm cho mình phân tâm, làm cho mình tức giận, làm cho mình nản chí để không còn chống lại họ nữa. Thì cộng đồng người Việt ở đây cũng quá rõ những cái mưu mô của họ rồi. Thành ra là chúng tôi mọi người vẫn tiếp tục, khi nào có những cái sự tuyên truyền của Cộng sản như cái buổi ra mắt sách hôm nay, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục dùng đủ mọi cách để mà cùng gặp nhau, cùng tới phản đối, cùng vạch mặt những cái mưu mô xảo quyệt đó cho mọi người biết, nhất là những cái người ngoại quốc ở đây, nhiều khi họ không hiểu. Thì đó là những cái lúc mà chúng tôi sẽ rất là cố gắng, mặc dù rất là bận rộn ở trong cái đời sống hàng ngày, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chắc chắn rằng có thể đây sẽ là một chiến dịch lần lần sẽ đi lan tới những cái cộng đồng người tị nạn khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu, Mỹ, vân vân. Thì thưa anh, nếu điều đó xảy ra tại Mỹ thì theo anh đề nghị nên làm như thế nào? Qua cái buổi đến mà để chống lại cái buổi mắt ra sách hôm nay đó, thì chúng tôi thấy là nếu mà mình thấy những cái buổi mắt ra sách như vậy đó, buổi ra sách ra những cuốn sách như vậy đó, thì mình sẽ cho người tới tham dự, nhưng mà đừng có để cho họ biết mình là cái người đi vô đó chống đối. Chẳng hạn như khi mình đi vô, mình cũng nói với họ là mình có giấy mời hay là có cái gì đó, mình nên tới sớm chút xíu, đừng có để tới khi mà trễ quá thì họ dùng đủ mọi cớ. Rồi ví dụ họ tới họ thấy mình đeo cờ vàng hay là những cái pin gì đó, thì họ biết chắc mình tới đó để mà chống đối họ, họ sẽ không cho mình vô. Cách tốt nhất là làm sao mình vô được trong cái phòng của họ rồi thì mình mới phát biểu, mình mới nói cho mọi người biết được. Chứ còn nếu mình đứng ở ngoài thì họ đóng cửa rất là chặt, họ không có cho mình nói được cái gì ở trong đó hết. Nếu có một điều gì đó nói với những người Việt tị nạn cộng sản tại Toronto nói riêng và tại khắp nơi trên thế giới nói chung, thì anh Hưng sẽ nói điều gì? Dạ thưa anh, nếu mà nói về Hồ Chí Minh thì mình là cái nhân vật sống, mình đã trải qua những bao năm với cộng sản. Thưa anh, bố mẹ của tôi cũng là người di cư từ Bắc vào Nam, rồi đến năm 75 sau đó cũng sống lại với cộng sản một thời gian, rồi chúng tôi cũng phải vượt biên thoát khỏi cái chế độ cộng sản. Như vậy cái chế độ cộng sản với Hồ Chí Minh là cái người lãnh đạo đã làm được cái gì mà cả triệu người bỏ nước ra đi, cả triệu người đi từ miền Bắc vô miền Nam, đến khi Việt Cộng vô Sài Gòn, đến khi Việt Cộng chiếm miền Nam thì lại cả triệu triệu người bỏ nước ra đi, hàng hơn nửa triệu người chết trên biển cả. Như vậy Hồ Chí Minh có phải là cái người thực sự là người tốt đối với dân tộc Việt Nam hay không, hay là đang trên đường bán nước bán biển cho Tàu Cộng? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi được biết được rằng Nguyễn Đại Trang, cô tiến sĩ Nguyễn Đại Trang hay là Nguyễn Trang Đài gì đó là cháu Nguyễn Đắc Xuân, mà Nguyễn Đắc Xuân lại là một tội đồ trong cái vụ Tết Mậu Thân, cái thảm sát Mậu Thân, thưa quý vị. Và quý vị thấy rằng hết đời ông đời cha cho đến đời con đời cháu
vì cái miếng đỉnh chung, vì cái việc mà họ có những quyền lợi khi mà họ đang nắm chính quyền, thì họ không những hút máu dân trong nước mà họ còn chạy ra ngoài để tuyên truyền cho một chế độ mà trong nước vẫn nói là hèn với giặc và ác với dân. Thì thưa anh Hưng, anh nghĩ rằng, tôi có thấy cái comment của một ai đó nói rằng, đề nghị rằng nếu bà Trang Đài, Đại Trang gì đó mà bà ca ngợi Hồ Chí Minh thì tại sao cộng đồng mình không đề nghị bà là về Việt Nam mà sống với Hồ Chí Minh, thưa anh? Anh có nghĩ điều đó, khi người ta có những comment đó thì anh nghĩ thế nào? Nhất, thưa anh Lê Ngữ, như vậy cũng là một điều rất đúng. Chẳng hạn như hiện thời mình biết là có những cái luật Magnitsky. Dạ, Magnitsky, để chống lại những cái người ở những cái tội phạm ở trong nước mà bây giờ coi như là trốn ra ngoài để mà coi như an hưởng tuổi già. Thì đưa anh cái ví dụ là có ông Võ Kim Cử, tức là cái người mà coi như ngày xưa ở Nghệ An lo cái vụ Formosa này nọ đó, là cá chết đó, là do cái tay đó. Thì bây giờ nghe nói cái tay đó là ở bên Canada. Thì hiện thời chúng tôi đang làm việc với chính quyền ở đây để mà cho chính quyền biết đó là những cái tội đồ của cộng sản, mình phải bỏ những cái người đó ra ngoài. Thì chính quyền cũng đang hứa là sẽ coi như là xem xét lại và giải quyết những cái chuyện như vậy. Thì chúng tôi hy vọng rằng như anh Lê Ngữ đã nói, khi mà tiến sĩ Nguyễn Đại Trang mà đã là có cái sự liên hệ với cộng sản như vậy, rồi sang đây lại tiếp tục làm những cái chuyện coi như là phục vụ cho một cái chế độ cộng sản, một cái chế độ vô thần, thì chúng ta nên có một cái yêu cầu chính quyền nên xem xét lại với những cái người như vậy.